All right, without further ado, let's heat things up here with our first bout for AFC 32, Heat 54, the Hotram Cage Rumble. This one's scheduled for 2 5-minute rounds of the men's mixed martial arts light heavyweight division. First making his way to the cage at this time, he'll be fighting out of the blue corner from South Korea, Lee Sang-hoon. He'll be fighting across the cage in the red corner from Vietnam, Pham Tien Chen. Ladies and gentlemen, here we go with the opening bout right here for AFC 32 Heat 54, the Hotram Cage Rumble. Once again, scheduled for 2 5-minute rounds in the men's mixed martial arts light heavyweight division. And your third man in the ring in charge of the action, your third man in the cage, in charge of the action from Vietnam, Ngo Viet Phu. Introducing first, fighting out of the blue corner, officially weighing in at 93 kilograms, standing at 188 centimeters tall. His fighting style, mixed martial arts, and his professional record. One victory tonight, stepping into the cage to search for his second victory as a pro. From Team Mad Busan, South Korea, introducing Lee Sang-hoon. And his opponent across the cage, fighting out of the red corner, officially weighing in at 86 kilograms and standing at 192 centimeters tall.
with his fighting style of mixed martial arts. He enters the cage tonight to make his professional mixed martial arts debut from Ho Chi Minh City, Vietnam, introducing Pham Dinh Chien. And now for the official instructions by referee in charge. Guys, you know the rules, right? No elbow above shoulder. Only listen to my command. Okay? Let's go. Connor. Quý vị và bạn thân mến, chúng ta đang đến với diễn biến đấu round 1 của UFC 32 sự kiện. Connor. Võ thuật tổng hợp diễn ra tại The Grand Hồ Tràm Strip. Đây là trận đấu mở màn và cũng là trận đấu hạng cân lớn nhất trong buổi tối ngày hôm nay. Mở màn sáu găng giữa đại diện của Việt Nam Phạm Đình Chiến và đối thủ đến từ Hàn Quốc đó là Lee Seung Hyun. Phạm Đình Chiến của chúng ta, võ sĩ người Việt Nam, là một tay đấm có thể hình cực kiên tượng với chiều cao 1m92. Và ngay ở những tình huống đầu tiên của trận đấu này thì Đình Chiến đã có những pha ra đòn rất chính xác. Nhưng bây giờ thì Lee Seung Hyun đang áp sát và cố gắng để tìm cách check down được Đình Chiến. Phạm Đình Chiến là tay đấm sinh năm 1998, anh đại diện cho Thanh Club Hồ Chí Minh. Như vậy là Lee Seung Hyun đã take down thành công được Phạm Đình Chiến rồi. Đây là màn so găng giữa hai võ sĩ hạng cân light heavyweight, hạng cân dưới 93,5 kg. Hai võ sĩ đều sở hữu thể hình cực kỳ ấn tượng, trong đó Lee Seung Hyun cao 1m88 và Phạm Đình Chiến cao 1m92. Lúc này thì Lee Seung Hyun đã có một tư thế rất thuận lợi ở trên sàn. Anh đã lên được mào rồi và Phạm Đình Chiến đang rất cố gắng để có thể giữ cái đầu cũng như phần thân trên của Lee Seung Hyun, hạn chế tối đa khoảng cách cũng như là cự ly để Lee Seung Hyun có thể thực hiện những đòn round and pound. Đang khá bất lợi cho Đình Chiến, võ sĩ có lần đầu tiên thượng đài MMA chuyên nghiệp. Đình Chiến là tay đấm có sở trường Muay Thái. Anh tập luyện Muay Thái từ khá lâu và bây giờ mới bắt đầu chuyển sang MMA. Mọi thứ vẫn đang rất khó khăn với Phạm Đình Chiến. Làm thế nào để Đình Chiến có thể thoát ra được bây giờ? Thời gian còn lại của hiệp đấu này là khá dài. Theo dự kiến, hai võ sĩ sẽ đối mặt với nhau trong hai hiệp, mỗi hiệp kéo dài 5 phút. Được để cho Lee Seung Hyun lấy màu thế này thực sự là quá nguy hiểm với Phạm Đình Chiến. Anh vẫn đang thủ tốt, nhưng liệu võ sĩ của Việt Nam có thể đủ sức bền đến bao giờ? Đây là một tư thế và một vị trí yêu cầu sức bền của cơ bắp rất lớn. Đình Chiến bắt đầu thoát ra được cái tay phải của mình, nhưng rất có nguy cơ anh sẽ bị rơi vào thế khóa tam giác. Ta đang thấy là Lee Seung Hyun gần như không có ý tưởng cho những tình huống round and pound mà cố gắng để thực hiện một đòn submission. Sẽ là rất nguy hiểm nếu như Lee Seung Hyun đưa được hai cái tay của mình lại với nhau và tạo ra một thế khóa siết. Đình Chiến đã lắc cái hông và chút nữa thì thoát ra được. Nhưng hơi khó khi mà Lee Seung Hyun cũng rất tinh quái và đầy kinh nghiệm. Xét về mặt tuổi tác, Lee Seung Hyun lớn hơn Phạm Đình Chiến 7 tuổi. Võ sĩ này sinh năm 1991, chuyển sang Sai Kanchon. Chưa rõ ý tưởng của Lee Seung Hyun như thế nào, tuy nhiên vào lúc này thì bao luyện của Lee Seung Hyun đang tỏ ra khá hài lòng với chiến lược của võ sĩ này. Trọng tài Ngô Viết Phú vừa phải nhắc nhở với Phạm Đình Chiến ở trong tư thế nằm thì sẽ không được sử dụng đòn gối. Và vừa rồi Phạm Đình Chiến đã bị cảnh cáo. Đòn gối đá vào đầu là bị cấm hoàn toàn khi hai võ sĩ đang ở tư thế nằm. Lại một lần nữa, Lee Seung Hyun lên màu rất khó khăn. Việc thi đấu dưới sàn như thế này thực sự là quá bất lợi. Và Đình Chiến chút nữa đã thoát ra được. Lee Seung Hyun vẫn có đủ kinh nghiệm để biết mình phải làm gì.
Bây giờ thì Ryan Powell mất rồi. Còn một phút nữa, liệu Đình Chiến có thể thoát ra khỏi vị trí này hay không? Anh đang tỏ ra tương đối thiếu kinh nghiệm. Cái tay của Đình Chiến cùng những tình huống đẩy chân lên cũng phần nào hạn chế được những đòn giã gạo tới từ Lee Seong Hyun. Điều quan trọng bây giờ đó là Đình Chiến cần phải sống sót được qua hiệp này. Một hiệp đấu vô cùng khó khăn với võ sĩ của Thành Club. Cẩn thận bất lưng. Đình Chiến xoay lại khá nhanh. Chúng ta cũng thấy là với các võ sĩ hàng cân nặng thế này thì việc xoay trở của họ cũng có nhiều hạn chế. Phạm Đình Chiến đã bắt đầu lấy lại được một chút vị trí khỏi sự bất lợi rồi. Những giây cuối cùng, phải nói rằng ở trong trận đấu chuyên nghiệp đầu tiên của mình thì Phạm Đình Chiến đã phải đối mặt với quá nhiều khó khăn. Nhưng đây sẽ là những vấn đề, những điều mà anh phải làm quen khi bước lên sàn MMA chuyên nghiệp. Với sàn MMA nó khác rất nhiều so với Muay Thái, và Phạm Đình Chiến đã thoát được ra khỏi hiệp 1 vô cùng vất vả trước Lee Seong Hyun. Một hiệp đấu rất cố gắng, và chúng ta thấy rõ Đình Chiến đã phải nhận đòn đánh nặng như thế nào từ phía đối phương. Nhưng võ sĩ trẻ của Việt Nam vẫn đứng vững. Thời gian nghỉ giữa hai hiệp đã hết rồi, và chúng ta bước vào hiệp 2, hiệp đấu cuối cùng trong màn so găng ở hạng cân light heavyweight giữa Phạm Đình Chiến và Lee Seong Hyun. Lúc này xét về mặt điểm số thì chắc chắn Lee Seong Hyun là người được đánh giá cao hơn rồi. Anh đã hoàn toàn làm chủ sàn đài ở trong hiệp 1, và chúng ta cùng chờ đợi câu trả lời của Phạm Đình Chiến trong hiệp 2. Đình Chiến là võ sĩ có sở trường Muay Thái, vậy nên đánh đứng chính là điều mà tất cả đều mong chờ. Hai đòn phang ống đồng của Đình Chiến đối với Lee Seong Hyun. Chúng ta phải nhìn nhận rằng những kỹ thuật của Phạm Đình Chiến vẫn chưa thực sự hoàn hảo. Nhưng sức nặng trong những cú đấm hay những cú phang ống đồng của Đình Chiến là rất tốt. Kinh nghiệm là thứ khiến Phạm Đình Chiến rất dễ dàng với takedown, chúng ta có thể thấy. Và hơn nữa thì anh cũng đã nhận quá nhiều đòn đánh trong hiệp 1 và khiến cho thể lực của võ sĩ này đi xuống rất nhiều. Lại thêm một cuộc hành xác nữa mà Lee Seong Hyun dành cho Phạm Đình Chiến. Bây giờ thì những cơ bắp của Đình Chiến liệu còn có đủ sự dẻo dai để kiên trì trước những pha check down của Lee Seong Hyun hay không? Ở trong hiệp 1 thì phải tới những giây cuối cùng Lee Seong Hyun mới thực hiện các tình huống ground and pound. Trước đó thì anh liên tiếp có ý đồ đó là tạo ra submission, dùng tình huống khóa xiết đối với Phạm Đình Chiến, và nó cũng làm tiêu hao thể lực của võ sĩ Việt Nam đi rất nhiều. Nếu như Phạm Đình Chiến mới có lần đầu tiên bước lên một sàn đài MMA chuyên nghiệp thì Lee Seong Hyun đã có một trận đấu MMA chuyên nghiệp trong sự nghiệp của mình, và anh đã có được chiến thắng, đó là chiến thắng trước đối thủ đồng hương Kim Jun-sik hồi tháng 11 năm ngoái. Phạm Đình Chiến đã đưa được cái chân của mình lên để ngăn cản Lee Seong Hyun. Nhưng nỗ lực này có lẽ là chưa đáng kể. Anh vẫn đang quá bất lợi. Và có cảm giác như là Lee Seong Hyun lại đang hướng tới việc chuyển sang side control. Rất vất vả cho Phạm Đình Chiến, một võ sĩ có sở trường Muay Thái. Nhưng kể từ đầu trận cho đến nay, thời gian đánh đứng của anh có lẽ chỉ tính bằng giây mà thôi. Còn lại hầu hết là những pha phải chống đỡ những đòn khóa xiết, những đòn
vật của Lee Seong Hyun. Khả năng chống vật của Phạm Đình Chiến sẽ cần phải cải thiện rất nhiều. Dù sao thì đây cũng mới chỉ là lần đầu tiên thượng đài của võ sĩ sinh năm 1998 thôi. Anh sẽ cần phải hoàn thiện bản thân hơn nữa, cần phải tập luyện nhiều hơn nữa. Và Tank Club Thành phố Hồ Chí Minh là một đơn vị cũng rất giàu kinh nghiệm với MMA. Và lúc này thì chúng ta chưa thấy có nhiều dấu hiệu về việc Phạm Đình Chiến có thể lật ngược thế cờ trước Lee Seong Hyun. Nhưng ít nhất thì về mặt tinh thần thì Phạm Đình Chiến vẫn đang cho thấy được nỗ lực tuyệt vời của mình. Ground and pound rất nặng của Lee Seong Hyun. Đình Chiến liệu có thể chống cự đến bao giờ? Bây giờ thì Phạm Đình Chiến chỉ còn biết ôm đầu chống đỡ thôi. Rất khó khi mà vị trí của anh là nằm dưới. Và đến lúc này trọng tài Nguyễn Phú đã buộc phải dừng trận đấu rồi. Thắng lợi bằng knockout kỹ thuật cho Lee Seong Hyun. Một thắng lợi hoàn toàn xứng đáng. Tay đấm giàu kinh nghiệm người Hàn Quốc đã đánh bại được võ sĩ trẻ và thiếu kinh nghiệm của Việt Nam. Đây sẽ là bài học rất quý giá để cho Phạm Đình Chiến hướng tới những kết quả thuận lợi của mình trong tương lai. Hơi đáng tiếc một chút nhưng không sao cả. Tinh thần chiến đấu của Đình Chiến là rất đáng khen ngợi. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi sự tiến bộ của Đình Chiến trong những giải đấu tiếp theo. First bout, I'd like to invite into the cage the director of international marketing, Mr. King Chok, as well as Young Sung Hyun, in the cage, please. Ladies and gentlemen, this action has now officially come to an end. After 3 minutes and 15 seconds of round number two, your winner by way of ground and pound TKO victory from South Korea, Lee Seung-hyun.